cách tụi tôi giao tiếp sau khi dỗ nhau. Chào chị. Ồ, chào bạn. Một người khách sáo, một người đổi cách xưng hô. Không biết là chị đang gặp phải vấn đề gì vậy ạ? Chỉ là mình muốn mượn nước giặt của bạn một chút để giặt quần áo thôi. Bạn có phiền không? Vậy phiền chị chuyển cho em 5 triệu là được. Ồ, vậy tôi tự giặt bằng nước lã là được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chị này, tôi lỡ gọi hơi nhiều, phiền chị ăn giúp tôi một ít được không ạ? Không có gì quá tắc cả. Em gái lấy giúp chị đôi đũa nhá. Đây ạ, không có gì. Cô không muốn đi vệ sinh à? Vậy mà chị đi trước. Không sao, cô cứ tự nhiên đi. Tôi đi sau được mà. Cô đi trước đi. Thực ra tôi cũng không gấp lắm. À vậy ạ, vậy tôi xin phép đi trước nhá. Cô vào trước đi. Phiền chị quá. Ơ chị ơi, cho tôi mạn phép hỏi là chị đang định đi đâu vậy ạ? Nếu không biết tôi sẽ có chút lo lắng đấy ạ. Tôi chỉ định đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt, không có cuộc hẹn nào, cũng như không có ý định gặp bất cứ ai. Phiền cô không cần phải lo lắng cho tôi. À vậy chào chị ạ. Tối nay chị không lên giường ngủ ạ? Ừ, nói ra thì thật ngại quá. Tôi sợ chơi game ồn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Chúng ta vẫn nên mỗi người một nơi thì hơn. À, tôi nghĩ là chị vẫn nên lên giường ngủ thì hơn đấy ạ. Ở đây sợ lạnh đấy chị. À, không lạnh đâu, không dám, không dám. Mày đủ ấy. Em xin lỗi. À, không dám, không dám. Lên giường.